quan trọng là tổ chức các cuộc gặp gỡ lớn và sinh hoạt của các giới, các đoàn thể trong giáo phận. Trung tâm đã tổ chức thành công lễ đón Đức Hồng ICB, nguyên Tổng trưởng Thánh bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc vào tháng 12 năm 2005. Buổi gặp gỡ của các bạn trẻ với các vị Hồng Y đến từ Ấn Độ, Hồng Kông, Pháp, Philippines nhân kỷ niệm 500 năm ngày sinh của Thánh Francisco Xavier ngày 3 tháng 12 năm 2006. Ngày 15 tháng 11 năm 2008, toàn thể Giáo hội Việt Nam, các riêng gia đình giáo phận thành phố Hồ Chí Minh đã hân hoan trước hồng ân Thiên Chúa ban tặng. Linh mục Giám đốc Trung tâm Phêrô Nguyễn Văn Khảm được tấn phong Giám mục phụ tá Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 27 tháng 11 năm 2009, Tổng giáo phận đã chọn nơi đây để tổ chức lễ khai mạc năm thánh. Và theo chương trình đã được giao phó, từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 11 năm 2010, trung tâm là nơi tổ chức Đại hội Dân Chúa Việt Nam, quy tụ mọi thành phần dân Chúa từ mọi miền trên đất nước về tham dự. Đồng thời, trung tâm mục vụ còn là nơi tổ chức Đại hội Giới Trẻ và những sinh hoạt khác của giáo phận. Trung tâm còn tạo điều kiện cho sinh hoạt định kỳ của các câu lạc bộ như câu lạc bộ Lửa Hồng dành cho các bạn trẻ yêu âm nhạc, câu lạc bộ gia đình dành cho những anh chị em quan tâm đến đời sống gia đình, câu lạc bộ doanh nghiệp, giới văn nghệ sĩ. Không chỉ gói gọn trong giáo phận, trung tâm còn là nơi tổ chức các hoạt động với phạm vi lớn. Hội nghị của Văn phòng Giáo dục trực thuộc Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC, Ủy ban Giáo lý Đức Tin, Ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sự hình thành